Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thần ni thông
Đà Phật chiến đàn hải ngạt lô nhiên bình hương xa du từ màu lượng vô hương hóa nuôi đắc thanh lương chi tâm kim cương nhập chu biến thập phương nam mô hương vân cai bồ tát ma ha tát nam mô hương vân cai bồ tát ma tát nam mô hương vân cai bồ tát ma tát sa lan thanh pha có lệnh truyền dài đức ông trần triều này có lệnh truyền dài tả văn văn võ đều là chư gì đôi lệnh thiên đình đức ông bộ lệnh thiên đình thay quyền lượng giới giáng sinh phủ trần
tiền đội vạn cơ lệnh truyền, tiền đội vạn cơ đức ông bây giờ người sáng sáng anh linh trước là bảo hộ gia đình. Sau ra tu chất thiết tả tình phen này ngoài ra trần thế biết tay, trần thế biết tay huy ra, trần thế biết tay ngự lên độc thở khiếu dày dương gian cứu đầu thời đó bình an. Lễ ta năm đồng nay họ Lê con 12 năm đồng đức ông tấu đuôi chép bình rõ ràng độ so để thử bình an. Xuất hiện nam phương
thị tổn chân thì mở mang nam hải đức đệ tam mà người dòng dõi kim chi giáp ma chi kỳ bao phen giáp ma chi kỳ đã vua ăn khắc là kỳ phạt dầm thánh giả hồi cung hoa ngải đường văn mời vương cô đệ nhất tức mạc xưa là đất chầm quanh thánh giá hồi cung trên ngài vàng trông ơn được thánh dưới linh tử phục sự vượt cổ đôi thánh giá hồi cung tờ mờ trông sai cửa bẻ tờ mờ thiệt thòi cô bé cửa suốt năm lá cờ vua ban thánh giá hồi cung lập ở hướng đông mà ngồi đền thờ cậu bé lập ở hướng đông vua sai mẫu cắt cầu chấn cửa đông xa vào thành giá hồi cung chú mường tiên sắc văn tam vị chúa mường văn thị mời chúa đệ nhất trên tây thiên chúa ngự về trần lê cổ chiều đinh lý trần lê sắc phong thường đằng biên đề tôi đinh tây thiên tam đạo địa đinh sài loan thánh giả hồi cung nguyệt đồ dâm văn chúa mỏi nguyệt đồ bắc giang liên thank you.
cong tiền đài chiếc cháp sơn màu xanh lam. Chúa ngồi đó lòng nghỉ trần đong xót dưới phàm trần bao kẻ u mê như xưa thái tổ triều lê. Cơm làm mấy ông nước xôi kè bột đồ chấm thái
sao, Chúa mà đẹp làm sao. Anh nghĩ được tiền tỏa sáng ngang, sáng ý bên đôi, sáng ý bên đôi. Chúa mà đẹp làm sao. Đồng đăng ai kìa sông đăng ai thấp.
hay có ai đi xem bói cầu tài, bói chăm khỏe bói không mà sai khỏe nào. Chúa bà soi về phần mộ thập trình giang biên danh gần lai là đôi vật hồng soi ra đất Nam Ninh thì quốc Đông Ninh con vua cha thì quốc Đông Ninh để tam thái tử giáng sinh đền dầu
hòa mạc nghi bấm nghi sinh thành tứ chất nghi song nhan đi thịnh mời thái tử đệ tam phương phi diên mạo đoan trang khác thường trung hạ tích tàng cung giảng thiên phục hoàng thân gần thánh chúa tiên trung văn sớ dâng lên kim ngân sơ điệp dâng lên quan về tâu đuôi chép biên rõ ràng độ cho bản hội bình an.
chứng lễ hình nhân quan về chứng lễ hình nhân quan lấy người dây thay người trần gian độ cho đệ tử bình an. Chứng lấy hình này quan về chứng lấy hình này mang về thoại phổ cải tử hoàn sinh độ cho đệ tử trường sinh. Thank you.
đền thờ Quan Tam tiếc kiều vàng lòng lòng môn nổ phục thạch bàn rất nghi. Thank you.
cảnh âm thanh. Nhiều nơi đi lịch nghe sự nghi đặt bầy từ cổ nghĩ di lai đi bao phen xuất nhập trang đài vua ban đi chấp chính quản cai triều đình. Chiều đi thập bát nghi cạnh địa linh bạch bạch hàng nghi phong châu đi dựng nền này xã tắc dài lâu nhớ ơn tiên tổ đời sau thank you.
muôn thuở nghe
ngàn năm ghi nhớ công quan ơn tuần người tài trước công hầu triều đình cha xét hỏi bắt lòng hầu tuyên truyền đi khắp mọi tìm nhà Liêu Phúc
tay giúp người, tay giúp người trong lúc lạnh thân. Tháng hai giữa tiết trung tuần, thở lòng ông lao mộng thân báo ngăn. Giấc mộng tình mới hay sự lạ, đôi lòng xa, đôi lòng xa cửa cửa đôi bên. Sự xanh mãi mãi còn truyền, lòng lòng xa đại tướng kể đến ngôi đền. Có ngờ hương thường ghi nhớ lòng thăng, hương trong nào phải vương trong bụi. Chữ thiên cơ trời xanh đã tính, đức quả nghi mà đã định chữ oan. Yêu ma quỷ quái tà gian thuở xưa vay trả lại càng khác yêu. Mới đặt điều vua oan oan kết, trả nghiệt người, trả nghiệt người làm chuyện bất lương. Trắng đen đào lộn khôn đường, ai hay đạo lý cương thường đạo điên. Chữ hoan khuyên, chữ hoan khuyên quan khó bày cho tỏ. Chữ hiếu trung thiên cổ sáng soi, biết cùng ai tỏ khúc lôi. Trời xanh đã định đoạt người nữ nhi, trên bát ngát đôi lòng châu phục. Lốt tam đầu quất cục lấy châu lên, lần lần dần phượng múa đôi bên. Hoàn tuần trăng dáng ngự lên sập dần, một con huyền tích dương công đức. Trong sáng sáng hối ông còn chẳng dám đơn sai, xin ông nghi hạ bút hoa khai cho dân Nam Việt được điểm tai vì thường. Tôn cao cửa phủ tôn nhang đã làm
học đạo đi đường mình nghi, khai cho đường trí thông minh, khai cho sống nhất mà được tình đi đường thường. Bảy con nguyện đèn hương răng tiếng, quý xin lòng thương đến đồng gia, ai mà lầm lỗi chuyện tha, đổ cho họ lên được vinh hoa đời đời. Tam con nguyện theo thầy mạt thế, ông lực lai lâm cứu khổ độ mình, xin ông đem nước ngoài tề tâm cho đồng tử mọi bề. Được lên trang mười con hiện tiền tài không tiếc, thác đi rồi còn biết chỉ đâu, họ lê con quỳ gối dập đầu, mãn chiều xê bóng được hồ tôn điều điều thật anh linh khác thường thanh gia hồi cung đến dòng sớm khuya trong ba đề nhất vui vẻ đến dòng ngày chơi phủ chính công đồng thánh châu vào ra dự sổ tam tòa khăng khăng dự sổ tam tòa trên đền châu chúa quế hòa cầm quyền thanh gia tiên thánh tượng là tiên dân văn tiên thánh trên đường đồng đồng buồn tuần hoan lý giáng đàn về trên đồi ngàn gió quân dùng về dưới khe cá lặn nề chim mà bay về ngàn đêm cảnh khuya nguyệt lặn ấy sao tàn ấy. Quán thấp mấy lầu cao
trên thượng ngàn thì tôi tu anh linh nghĩ à. Thank you.
sơn trang. Tích tư đinh tình hay mang nghi chúc mang già nghìn, mang tre mang mưa cũng lắm xa vàng gần. Cũng có thì xuống ai đi đi bằng đi à. Yeah.
chơi. Ngồi trên đỉnh núi cợt người đi hát ca, tan tình tình thôi mùa đi lại ta. Bể bài dòng xa lại ê a dòng mưa. Chúng ở trà hoa thuốc mê lá ngạt ngào, cầu non bổ bốn ý thuốc mê lào cả phòng. Thấy mùi thuốc lào ngát hương thơm mình vào kính dâng trầu khâm sai châu ba đệ tứ tùy tòng chiêu dung công chúa cực đồng châu ba cứu dân thánh gia hồi cùng suối lân sông hóa quê nhà châu năm mươi cảnh một hòa sơn gia trăm trăm khải soi ra
hồi cùng châu lục cùng đường sắc phong mê lục cùng đường vốn dòng dần thì quê hương thường luyện tài.
anh lượng già. Nhiều hơn năm ngoái năm xưa, trần gian còn ghi nhớ cùng
phần linh, phần tươi phần tốt, phần gần phần xa. Chầu đổ cho nam tử đi trẻ già, cho con cháu trong châu tam bát ngàn tương quân thánh gia hồi cùng châu kiểu trong dòng vốn xưa châu kiểu trong dòng thịnh mời châu kiểu cực già cộng đồng thánh gia
cùng chỉ lăng có ai lên đồng bỏ chi lăng châu mây nữ kiên cứu dân tiền triều thanh xa hồi cùng ngọc diệp dành dành kim chi ngọc diệp dành dành đinh bơi châu về giang sinh để có gặp đầu đầu đất dành châu bé từ lên chiều thanh xa hồi cùng lịch sử tốt tươi mong quan hòa hoang cả lịch sử tốt tươi ngồi ở trên trời sợ chỉ bốn phương đình giáp non thần trồng lên đình giáp non thần thấy đức hoàng cả dù xuân trên ngàn thánh ca hồi cùng ông là con vua thứ hai đời Lê Thái Tổ quản cai triều mạc bất bình có nhà hay họ mạc bất bình vua sai quan hoàng triều để người tiên bình thanh xa hồi cùng biến lên trên mặt nước lạ lùng quan hoàng bơ thoại trần dục khác thường thanh xa hồi cùng nhắn ai lên đất bảo đến bụi phong uyển đó là cảnh thần tiên trái quất bảo ai lên trái quất đền bảo nếm bụi phong uyển đó là cảnh thần miền Bắc đi nghỉ hợp minh hợp binh binh hùng lục thủy nghỉ thao giáng quân cờ mưu lược luận bàn doanh chung đi thường có hai hoàng vào xa hoa tiểu
nghi khăn hồng để gối xếp nghi ngượng nghi ngượng tình 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 phong nguyệt hỏa ca mi nhắn này lên đất bảo hà nên bụi đi phong nguyệt đó là cảnh mỹ thần tiên
phong hoa tuyết huyền đường mơ vui. Dâng cầu thiên bảo chúc lời tăng lòng gió che lô lòng hồi quan tiên gió chén trà lòng tay nâng bình ngọc có các bạn thiện dâng chén lá trà hiện thượng kim ban trà ô long ông bảy nghiên thượng kim bàn mẫu đơn cùng trà long tỉnh để khi thừa nhàn dương ông bảy xuôi say
hay cùng Tuế Nguyệt câu kim cổ. Ông say với non sông tròn tháng ngày. Hoàng nhân lên đất đất đầy bảo ô mây hà bảo hà nên bụi phong nguyệt đi đó là tiên cảnh thân mới tông qua quán Nam Tào cùng mày.
số người trần gian lào âu chép điên. Họ Lê con hiếu thật thảo hiền, tu nhân mà tích đức ông bày chép điên cho họ. Thank you.
chỉ đặt lệ quê thoại Nghệ An, chúng con có miếng chu cầu đầu
xin kính dâng quan hoàng mừng. Trong rơi một miệng chùa ông độ cho thanh đồng đệ tử, cho chúng con được lộc lộc. Ông mười chứng tâm tiếp lộc cho thanh đầu, cho họ lê con hôm nay cầu nên mà ước được. Trong chốn gia chúng trên thuần dưới chưa ba năm còn mặn gừng đà cay chưa chín tàn còn cay, trông thương ghế ông tân nặng nề chỉ dù xa xôi đi chắc bảy hoàng cũng ra đây văn vò ai qua hoàng tướng dân quyết bảo vệ sơn cho dân chúng con no ấm cho nhà nhà được bình yên. Cõi bờ
nước Việt. Trong đi tới mô thì đặng phải tan ngay đất nước Việt Nam còn chép lại sử xây bao đền ngọc đêm ngày thank you.
bấy lâu nay năm năm con đời tháng con chờ năm đời tháng chờ hôm nay chúng con ngày được gặp được mình quan sông Lam kia mà hết nước thì ghế hoàng đấy vẫn chưa hết lồng tài, ghế hoàng đấy vẫn chưa hết lồng tài. Bạc đổ cho đắc lồng mà tài sai, thọ khám phú quý mà trong nghĩ ngoài hành thông, trong ngoài được bình an. Thank you.
về cát bụi có mang theo được gì, có mang theo được gì. Làm sao sống phải sân si, bọn trên ganh ghét và làm chi, hỏi mà làm chi. Muốn tốt là sách canh nghề.
nhất tâm thời tu đức hoàng để dành đến đời sau. Linh ưng thay là
vốn xưa đi là khách nghinh hạng Nga, đi cung Quảng Hàn. Cô càng chờ, cô bơ tôi lại càng chờ.
trống chân cô bước xuồng thuyền, chân cô bước xuồng thuyền, phách sang phách nhất, phách sang là phách nhất, phách hai cô đời nhì, phách hai đời nhì, phách ba cô cầm chèo, phách ba cầm chèo, xin cô mở lái xa chèo từ cô chèo từ quan đi họ quan hàn thác cô chèo ra quan họ quan bà bông tây thì quan họ quan sáng thăm cô tam chèo quan họ quan vượt suối cùng theo dô quan đền dấu quan chèo quan đi họ quan sửa sang quan quan ơi họ quan ra đất đất phủ dày quan họ quan nghe cung quan đàn hát quan họ quan đàn ngọt hát hay quan họ quan lên đền cô lễ mẫu quan họ quan lễ mẫu cô dâng quan quan họ quan treo lên trên trời quan họ quan hái quả đào thiên quan mi họ quan đem về dâng mẫu quan mi họ quan lấy dành cho đồng quan dặn các thanh đồng quan mi họ quan kéo tu thời đổi quan mi họ quan phục tu thời gì quan mi họ quan cô sực nhớ ra ai họ quan hôm nay ngày quan quan mi họ quan mùng một tháng mười quan quan họ quan tiệc quan hàng mười quan mi họ quan thanh đồng họ lê quan mi họ quan sắm sang sửa lề quan mi họ quan bắc ghế hồ cô quan mi họ quan trèo về điện tây quan mi họ quan tới bến cô tới bến rồi cô ơi, con xin cô hát mai trèo bơi, cô rước vua rước mẫu lên là quan họ sổ
trên đôi ngàn gió đưa ấy cùng văn con mời cô nàng bảy đền tân la thánh giá hồi cùng chứng phủ xem che thịnh mời cô tám đổi trẻ trong đất Hàn Sơn thánh giá hồi cùng hậu cần mẫu sòng nguyên xưa cô chín hậu cần mẫu sòng quyền gai chiến riêng hầu trọng ba tòa cô lấy làm nhà gỗ cây sung cô lấy làm nhà xanh xi mắc vọng trông ra cửa đề
sinh quá là thank you.
thăm đua tranh mỏi bao. Cô càng thích một bầu để phong cảnh mùi cơm lam thịt đã thính cô ngứa đồng đằng ao cá sữa bờ. Cho đất nước bốn mùa nở hoa.
son sắc tốt tươi rườm rà lên ngàn lên trên ngàn hái hoa múa đăng cũng bảo là đất xòe ra là trời cứ đêm đêm cô biến biển ra người tay tiền đốt đua miệng cô cười xinh xinh
lễ hội sơn lê trang cô phượng. Cô bé nghiêng nghiêng rẻ mái tóc tóc thề đi rồi cậu bé nhất tự về chơi, cậu về ngồi đủ năm mùi áo nhiễu hoa thánh giá hồi cùng cậu hoàng đôi cậu đem quân lên ngàn đùng đùng súng nổ gần là cửa rừng thánh giá hồi cùng cậu hoàng bơ làm việc dưới thoại cùng anh tài thao lược trọng cùng biên cương thánh giá hồi cùng ra vào cửa điện đây cậu bé ra vào đêm đêm dâng bức mảnh nào cậu quỳ tâu thánh giá hồi cùng muốn ra phải bắt cầu kiều muốn xin lộc hay triệu bà cô tổ bách gia a di đà phật a di đà phật bà đi khấn thánh cầu thần độ cho con cháu trên trần thơm lây hôm nay thiết lập đàn nghi hương đăng trà quả mời ngày bà về con nhất một lòng con tòng một đạo con niệm nam mô a di đà phật con niệm nam mô a di đà phật con niệm nam mô a di đà phật thánh giá hồi cùng cô chủ điện tối linh thịnh mời cô chủ ngự giả công đầu Di Đà Phật giới định trần nhạc Phật khởi dụng thiên thượng đệ tử kiến thành hiện tại kim lô phong quạnh các nhân huân đức biến bán thập phương định nhật gia du miễn nạn tiêu tài trước nam mô hương cung giảng bồ tát ma tát nam mô hương cung giảng bồ tát ma tát nam mô hương cung giảng bồ tát ma tát sa lan thánh gia lễ xong bài tạ công đồng từ tôn đi ôn tuế mọi về được bình an họ Lê mừng giàu mừng phú mừng khang cầu phú cầu quý